Nghiệp âm phần 9. Có vẻ như lúc này ma quỷ đã trở về với thế giới của họ, một thế giới song hành bên cạnh dương thế nhưng lại không hề hiện hữu dưới con mắt của những người phàm trần như chúng ta. Lại nói về chàng thanh niên nọ, sau khi thầy Hữu ngắt lời thì anh ta đổ gục ra đất mà thở, toàn thân bất động. Thầy Hữu vỗ mấy cái vào mặt thì anh ta mới chịu lồm cồm bỏ dậy đoạn thầy hữu dặn dò về nhà nghỉ ngơi đi nấu một nồi gạo nếp thật ngon mà ăn cho lại sức dương khí trong gạo nếp sẽ giúp cho cơ thể cậu lấy lại được sự cân bằng tuyệt đối nhớ không được bén mảng đến những nơi có chướng khí thịnh phát như nghĩa địa đất hoang kẻo gặp sự lạ có gì thì lập tức đến tìm ta ngay chàng thanh niên nghe thầy hữu quản xong thì lập tức xin phép cáo từ sự vội vã của anh ta phần nào phản ánh được tâm lý sợ sệt dè chừng của con người đối với thế giới tâm linh sau khi tận mắt quan sát chứng kiến những gì đang xảy ra xung quanh nó thầy hữu thấy vậy thì cũng không lấy làm lạ cho lắm xưa nay chính thầy hữu đã gặp không ít phen anh hùng hảo hán vỗ ngực ta đây mà khinh thường thế giới tâm linh để rồi tự mình phải chuốc lấy những hậu họa khôn lường đoạn thầy hữu quay sang mẹ tôi băn khoăn lúc này chỉ còn lại ba người chúng ta cô có gì thì hãy cứ phân trần ở đây để mọi người cùng tìm cách giải quyết cứ giấu giếm mãi như thế thì ta chẳng tài nào nắm bắt được sự tình mà giúp cho gia đình cô đâu. Mẹ tôi nghe thấy những lời đó của thầy Hữu mà giật nảy mình. Át hẳn lúc này, thầy Hữu cũng đã nắm thóp được phần nào suy nghĩ của bà thì lời nói mới chắc chắn đến như vậy. Thấy mẹ tôi vẫn còn vẻ ái ngại, thầy Hữu lập tức nói thêm. Chuyện âm dương tuy rằng có nhiều điều khiến cho con người ta khó hiểu nhưng về cơ bản tất cả mọi chuyện đều có căn nguyên của nó việc này nối tiếp việc kia sự việc này là tiền đề cho sự việc tiếp tới tất cả đều được sâu chuỗi lại với nhau một cách liền mạch điều cô đang giấu biết đâu lại là một chi tiết quan trọng trong toàn bộ sự việc này nếu như cô muốn tất cả được giải quyết thì hãy nói với ta, bằng không thì bản thân ta cũng hết cách, chẳng biết đường nào mà lần." Mẹ tôi lúc này mới dám mở miệng. "Có lẽ bản thân bà cũng đã phần nào nghiệm thấy được sự quan trọng của những gì mà mình sắp nói ngay đây. Thưa thầy, cách đây chừng nửa tháng, con có mơ thấy ông nội của cháu quang về, ông dặn dò rất kỹ về chuyện cốt người mà mấy vong linh vừa rồi có đề cập đến quả thực khi nghe đến hai từ ấy con mới lấy làm lo lắng ông của cháu khi hiện về thì dặn đi dặn lại rằng bằng bất cứ giá nào cũng không được để cho những quỷ linh bước vào thổ đất nhà mình để tìm xương cốt bùa chú trấn yểm ở đây nếu như hóa giải không được sẽ trở thành sát phù lệnh. Nếu để chuyện đó xảy ra thì chỉ còn nước mạt vận. Thầy Hữu nghe thế thì phá lên cười. Nhà cô đúng là phúc lộc về âm phần lớn thật, một người cha biết nghĩ cho con cái, một người ông biết lo lắng cho tương lai của cháu chắt, đúng là đáng quý lắm, nhưng chỉ là chuyện đó mà cô cứ phải lăn tăn thì đúng là không đáng thầy hữu trầm ngâm phân giải tiếp số là nếu như để tìm xương cốt cho ba vong linh này thì về cơ bản âu cũng chỉ có hai cách như ta đã nói một là chúng ta phải thỉnh được gia tiên của họ để phả độ cho con cháu của chính mình xin sổ tào quan để được xuống âm tu tập thì may ra mới có cơ hội luân hồi chuyển kiếp thành người hai là phá giải trận đồ được yểm dưới đất nhà cô để tìm ra xương cốt của họ rồi đem đi an táng theo nghi thức dân gian sau đó đợi ba năm bốc mả thì mới thành sự nhưng đối với cách thứ hai thì việc an táng này sẽ phải thực hiện ngay trên phần đất của gia chủ xây mồ đắp mả ngay trên mảnh đất mà gia đình cô đang sinh sống đây là một trong những điều tối kỵ của phong thủy. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cũng như tài vận của gia đình. Hơn nữa, nếu như làm vậy thì cũng chẳng khác nào là nuôi quỷ ở trong nhà. Nếu như sau này ba vong linh đó có manh nha làm loạn thì cũng chẳng thể nào mà trở tay cho kịp. Khi ấy, chắc chỉ còn nước là biệt xứ mà tránh tài họa ngoài ra nếu như chúng ta làm vậy thì cũng sẽ ảnh hưởng tới việc thỉnh cầu gia tiên chư hầu khi cúng bái lúc ấy những người được linh ứng đầu tiên không phải gia tiên của nhà cô mà lại là chính ba vong linh đang ngự trên phần đất mà ta đã xây mồ xây mả thầy hữu vừa nói vừa cười ra vẻ đắc chí lắm ta dám khẳng định một điều trên đây chính là những thứ đã khiến cho ông nội của cháu quang phải bận lòng tiền tổ của chúng ta mặc dù không còn tại thế nhưng họ luôn dõi theo và gia trì phù hộ giúp cho con cháu được an cư lạc nghiệp chính họ cũng phần nào giúp cho chúng ta cải vận thoát khỏi tai ương khổ ải trong đạo pháp có một câu rằng nếu như gia tiên dưới âm còn khổ thì dù có cầu đến phật thánh thì cũng chưa chắc đã được tòng tâm ý là trước khi thờ phụng đến phật thánh thì hãy nhớ thờ phụng gia tiên của mình trước đã thầy hữu đến đây thì khẳng định thêm hữu đây khi nghe được câu chuyện của ba vong linh chết thảm ở sau nhà cô thì cũng đã nghĩ ra được một kế sách có thể vẹn toàn đôi đường chúng ta vừa phá giải được trận yểm vừa có thể đưa ba vong linh đến nơi tu tập phù hợp mà không sợ bị phản tác dụng mẹ tôi hiếu kỳ hỏi dồn thầy xin hãy chỉ điểm nhà con xin theo thầy hữu không trần trừ nói ngay lần này sự việc thành bại vốn dĩ phụ thuộc vào cô cô phải thuyết phục được cậu bé giám quan của nguyễn tộc giúp cho thì mới được mẹ tôi lấy làm lạ nên ngắt lời sao lại là con con thuyết phục về điều gì mới được chứ thầy hữu từ tốn đáp đừng vội thắc mắc ta còn chưa nói hết vốn dĩ lần này muốn nhờ cậu bé giám quan là vì trận đồ yểm cốt theo ta biết thì hiện tại cách hóa giải đã không còn lưu truyền trong nhân gian hay nói cách khác là gần như không thể giải được mặc dù vậy nếu như có sự hậu thuẫn của tiên thánh thì câu chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn gấp trăm lần khi xưa ta từng nghe cậu bé giám quan nhà cô nói được anh linh trên đất bảo hà thu nạp cho ăn học trên đất tiên thánh điều này đồng nghĩa với việc cậu ta hoàn toàn có thể thỉnh thánh nhân tương cứu hoặc chí ít cũng xin được pháp khí về để phá trận mẹ tôi tiếp lời thưa thầy ý thầy muốn nói đến phải chăng là thầy hữu gật đầu hiểu ý khuôn mặt khi ấy thì làm ra vẻ vui lắm giọng nói có phần hào hứng hơn hẳn sự rộn rã thể hiện rõ qua từng lời văn nhưng vẫn giữ được sự uy linh kính cẩn bảo hà đất ấy phong quang thỉnh ông hoàng bảy xe loan ngự về bắc nam đôi sứ vào ra đồn rằng ông bảy bảo hà tối linh tiên thánh thượng ngàn dường văn tiên thánh thượng ngàn đông quân tuần quan giáng đàn trưng đây trời bắt đầu hửng sáng phía đằng đông là cả một vùng xích vân đồ sộ đang lan rộng ra muôn ngả cái khoảnh khắc giao thoa ấy của đất trời tựa hồ như tâm hồn con người ta trở lại với sự bình yên vốn có của nó lúc ấy cái lúc mà màn đêm đang thu mình dần trong sự bao bọc của ánh bình minh ta thèm ta thèm một cảm giác vỗ về chờ che như vòng tay mẹ một cảm giác của sự an yên mà nhẹ ra ta đáng được đắm mình vào nó cách đây chừng vài tiếng chính ta còn đang băn khoăn về vận số về tương lai khi tồn tại giữa hai thế giới song hành mà trong đó lại có một thế lực vô hình mà ta không hay không biết không thể cảm nhận nhưng xét về nhiều khía cạnh thế giới ấy dẫu có hư thực đi chăng nữa thì vẫn luôn tồn tại dưới hai khái niệm cơ bản đó là thiện và ác và để đại diện cho phe thiện như một chỗ dựa tâm linh cho bách tính muôn dân đó là các vị tiên thánh điển hình trong số đó mà đáng phải kể đến chính là vị ân thần được tôn suy thượng đẳng thần ông hoàng bảy bảo hà ngay sau khi thầy Hữu hé lộ về ông Hoàng Bảy Bảo Hà thì đã tức thì cùng mẹ con tôi di chuyển từ Hải Dương lên Lào Cai để yết bái cửa tiên thánh. Quả thực, ấy cũng là một trong những lần hiếm hoi mà tôi được theo chân thầy Hữu đến cửa đình Thần Tam Tứ Phủ và Âu cũng là lần đầu tiên tôi được tận mắt thưởng thức cái cảnh sắc mà theo thầy Hữu là đắc địa về phong thủy tại miền sơn cước quả thực vậy được xây dựng ngay phía chân đồi cấm phía giáp danh là con sông hồng đỏ nặng phù sa nếu để xét về phong thủy thì đền bảo hà được đặt vào thế tọa sơn đạp thủy đây là một trong những đắc cách về phong thủy nhằm chấn linh cho vùng biên ải được can qua, thịnh vượng. Xét về mặt tổng thể, đền Bảo Hà đến nay vẫn giữ được nét văn hóa kiến trúc nguyên bản từ thời hậu lê, điển hình là cửa vào tam quan bề thế, thể hiện cho tầm quan trọng của đền phủ tiên thánh khi xưa, cũng ngang bằng với những cung vua, phủ chúa. Chừa hết, phần triền mái của nhà đền tuy đã được trùng tu nhưng vẫn giữ được nguyên cấu trúc vuốt cong ở bốn góc tựa như thể mũi thuyền đặc biệt chính giữa mái là hình tượng lưỡng long trầu nguyệt đang ẩn hiện sau làn khói nhang nghi ngút đó là biểu thị thực thể cho sức mạnh tâm linh thần phục thánh thần của vạn vật đến đây ta không thể không nhắc đến yếu tố con người chính con người đã góp một phần không nhỏ vào việc giữ nề, giữ nếp, giữ nét văn hóa đặc trưng tại những đình đền thuộc hàng Tam Tứ Phủ, điển hình như đền Ông Bảy, khi lượng khách tứ xứ thập phương đổ về đây, dâng hương và hầu lễ tiên thánh mỗi ngày, quả thực là không đếm xuể. Ngay sau khi bước vào cửa Tam Quan, thầy Hữu quay sang mẹ tôi mà dặn: "Bây giờ, cô đi thắp nhang kêu cầu tất cả các miếu các ban sau khi xong việc thì quay lại chính cung thờ ông hoàng bảy tôi và thằng cò sẽ đợi ở đấy mẹ tôi nghe xong thì vội vã đi ngay phần tôi thì theo sau thầy hữu tiến vào chính cung thờ ông hoàng bảy phải nói rằng ở đền bảo hà hay hầu hết tất cả những đền phủ lớn trên khắp cả nước họ đều có sự sắp xếp bài trí và sử dụng gam màu và phối hợp họa tiết hết sức tinh vi, đặc biệt là ở những sắc vàng đồng và đỏ mun, nó xuất hiện trên tất thảy những đồ vật được bày biện trang trí trong cung thờ, chưa kể đến là cả những họa tiết chạm trổ rồng phượng cũng không nằm ngoại lệ, tất cả những thứ ấy hòa quyện lại tạo cho ta một cảm giác uy linh, bể thế khi bước vào bất cứ một cửa đình thần nào. Thầy hữu sau một hồi quan sát, thì sốt sắng, thủ thỉ với tôi, giọng nói có đôi phần hệ trọng lắm. Sắp tới đây là đến giá hầu ông Hoàng Bảy, con lách vào gần phía trong, nơi họ hầu bóng mà ngồi. Nhớ kỹ, nếu như lát nữa, ông Bảy giáng ngự vào thanh đồng, hễ cho bất cứ thứ gì thì cũng phải gói ngay vào cái khăn này, dùng chỉ đỏ buộc xung quanh, vái tượng ông ba vái rồi xin lui ra vòng ngoài chờ ta. Bất cứ ai nói gì, dọa nạt ra sao cũng không được để tâm tới. Dứt lời, thầy hữu đẩy tôi chen vào giữa mấy người lớn tuổi đang ngồi san sát phía sau sập hầu lớn đặt ngay phía dưới ban chính thờ ông bầy còn bản thân thì vòng ra phía bên phải sập đứng như thể chờ đợi điều gì đó quãng ấy có tiếng đàn nguyệt ngân lên trong trèo hòa cùng nhịp phách trống nhanh dần giải điệu khi ấy nghe quả thực là vui tai lắm chẳng khác nào những cung âm của xuân hội chừng được dăm ba nhịp thì lại nghe có tiếng hát trầm bổng quãng ngắn quãng dài như thể phú thơ trên nền nhạc gió nam thoảng hương bay ngào ngạt bóng ác tà đã gác non tây trăng in mặt nước vơi đầy bảo hà cổ tích xưa nay còn truyền đoạn đến đây thì thanh đồng ngồi chính giữa sập đá đang lắc lư theo âm điệu bỗng cầm tay vào miếng vải đỏ có thêu hình lưỡng long trầu nguyệt đang phủ đi diện ảnh mà hất ra phía sau hành động ấy được thực hiện một cách dứt khoát đượm hồn tư thế quả thực trông rất đẹp mắt lúc này ánh mắt thanh đồng nhìn ra vẻ oai nghiêm và bệ vệ lắm tay phải tựa vào chồng gấm tay trái nắm lại đánh sang ngang như thể ra hiệu cho mấy người hầu dâng ở hai bên tức thì hai người hầu dâng phía trước lập tức đỡ thanh đồng dậy một người nhanh nhẹn cầm lên chiếc đai hồng rồi thắt ngang bụng cho ghế thánh hành động ấy diễn ra thoăn thoắt Xem chừng như là thuần thục lắm Kế đó, vị Thanh Đồng lồng tay vào một tấm khăn tấu sắc đỏ Có theo hình long phượng, trồng thực rất cầu kỳ Đoạn cầm hai nén nhang, cúi mình khấn ba khấn trước chính ban Một khấn bên tả, một khấn bên hữu Xong xuôi, Thanh Đồng lùi lại phía sau hai bước Ra hẳn phía góc của sập hầu thế rồi chân trái duỗi thẳng tiến về phía trước chân phải bước lên hai cấp xong khuỵ gối xuống nệm rồng thực hiện nghi thức tam bái vạn niên lúc này thì cung văn lại tấu lời tiết tấu nhạc điệu có phần dồn dập hơn nghe mà thấy tim can cũng rộn rã theo phần nào là bút phê sai Triền hương là bút phê sai Cảm phiền chư tướng Đáo lai hộ trì Tả sai binh bộ binh thùy Thanh đồng bấy giờ Cầm một bó nhang lớn Mà dơ lên giữa chính điện Lửa trên nhang cháy bập bùng Chẳng khác nào một bó đuốc Ấy rồi Anh ta tay trái chống hông Tay phải múa đuốc Theo những cung tròn lúc này nhìn thanh đồng trên sập trông mới oai phong lẫm liệt làm sao người thì khoác lam bào tầm long đầu thì đội khăn xếp điểm hoa chưa kể ấy là ngực đeo ngọc thạch kim lệnh quả thực phong thái so với các bậc danh gia quan tướng năm xưa thì cũng chẳng có thua kém là bao sau đó thanh đồng cầm mỗi tay một cây gậy hình trụ kích thước chừng hơn sáu chục phân, dân gian gọi đó là hèo. Một đầu hèo được bọc đồng chạm trổ hoa văn, trông rất mịn màng. Đầu còn lại thì có gắn thêm mấy quả lục lạc bằng đồng. Anh ta cứ cầm như vậy mà tới lui trên sập, vừa di chuyển vừa múa hèo lên xuống, trông rất cầu kỳ và cẩn trọng. Được một chạp, thanh đồng lại ngồi xuống ghế lớn mà mấy tay hầu dâng vừa kê ở chính sập hai tay anh ta cầm hèo để theo lối vuông góc tay trái di chuyển chiếc hèo nằm ngang tựa như đang kéo đàn nhị kỳ thực lúc đó ta mới thấy được sự diễn sướng của thanh đồng có hồn đến mức nào nhìn anh ta lúc bấy giờ đúng thực là hết mực phong lưu tài hoa người thì hơi ngả ra phía sau, mắt lim dim, quãng mở, quãng đóng, đầu lắc lư như thể đang ngâm hoa thưởng nhạc. Chợt, thành đồng ấy đứng phát dậy, người nghiêng lại về phía sau, hai tay cầm đôi hèo, ném thẳng về phía tôi, rồi gầm lên một tiếng. Ha! Nghe thật là uy dũng, chột ra tôi nhớ lại lời thầy hữu nên vội vàng gói ghém hai cây hẻo lại buộc chỉ đỏ ở phía bên ngoài rồi vái lậy tượng ông bảy ba vái xong xuôi tôi cố chen ra vòng ngoài nép sát vào phía cửa gỗ để đứng chờ thầy hữu mấy người xung quanh đó cứ thì thầm to nhỏ với tôi rằng tôi đã bị ông bảy chấm lính bắt đồng mau chạy lên sập lậy ông ngay đi rồi nghe ông phán truyền tôi thì quả thực lúc ấy vững tâm lắm ai nói như nào tôi cũng mặc kệ cứ y án mà làm theo lời thầy hữu cho chắc chắn